Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách sửa cái máy in HP Laser Z3050. Máy in bị lỗi, in không kéo giấy nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ win test cái máy ha, để mọi người xem cái lỗi của nó. Mọi người thấy ha, 3 lần kéo giấy không được. Mọi người thấy 3 lần kéo giấy không được. Bây giờ chúng ta sẽ bật ra lấy hộp mực, chúng ta lấy hộp mực ra ha. Thường mà cái loại mà không kéo giấy lên được thì chúng ta đầu tiên là sẽ kiểm tra cái bánh xe kéo giấy lên nha mọi người. Đây cái bánh cao su mọi người thấy ha. Đây. Chúng ta sẽ bật hai bên nè. Bật hai lên rồi lấy cái bánh xe kéo giấy lên nè mọi người. Đây. Trường hợp bánh xe kéo giấy mà bị mòn thì chúng ta sẽ thay cái bánh xe khác. Trường hợp bánh này ở đây là nó mòn quá. Nó mòn bóng luôn ha. Bây giờ tôi sẽ thay cái bánh khác. Đây là một cái bánh xe. Một cái bánh xe lấy giấy nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lắp vô ha. Có một chiều một thôi. Sau khi lắp bánh xe là kéo giấy vào, chúng ta sẽ lắp hộp mực vào lại. Rồi, để nắp lại. Rồi, tôi bấm Enter lần nữa. Máy đã lót giấy, kéo giấy lên được rồi nha mọi người. Rồi, như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi máy in HP Laser Z 3050. Lỗi là không kéo giấy lên được rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video và đừng quên bấm đăng ký kênh ở góc phải phía dưới màn hình ha, để luôn luôn được cập nhật những video mới nhất về máy in, mực in và máy photocopy. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc mọi người thành công.